Trong clip này các bạn sẽ biết được hai nguyên nhân khi chúng ta nghe nói tới thì thấy cực kỳ lãng xẹt. Tuy nhiên nếu chúng ta không để ý thì có thể làm cho doanh thu kênh YouTube của bạn tụt giảm một cách nghiêm trọng. Đừng quên nhấn nút yêu cầu tham gia cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo ở trên Facebook. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến các bình luận ở trên video clip của bạn. Cách đây mấy hôm, Thạc Đức Vlog có nhắn tin cho mình hỏi rằng là trên kênh của bạn có tới hàng chục ngàn bình luận đang được giữ để xem xét. Một cái quá trình mà có thể nói là cực kỳ mệt mỏi và cực kỳ tốn thời gian. Vậy thì nếu mà bây giờ bỏ cái giữ để xem xét này để cho khán giả muốn bình luận gì thì bình luận có được hay không? Ở đây có hai vấn đề liên quan đến cách hiểu sai và cách làm việc với kênh YouTube của chúng ta. Vấn đề thứ nhất là YouTube quy định rằng tất cả mọi thứ xuất hiện ở trên kênh của mình đều thuộc về trách nhiệm của nhà sáng tạo. Chúng ta không thể nói rằng là cái đấy là do khán giả viết ra thì mình không phải chịu trách nhiệm được. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người xem khác. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta cứ để cho không xem xét những cái bình luận đó, để cho khán giả muốn viết gì thì viết, thì cái xác suất sẽ xuất hiện những từ ngữ bậy bạ, những từ ngữ phản cảm, đặc biệt là đối với anti-fan, những cái đó rất là nhiều. Và những từ khóa mà chúng ta gọi là từ khóa vàng tiền chắc chắn sẽ xuất hiện ở trên kênh của bạn. Vấn đề thứ hai nữa, nếu bạn đã xem kênh Việt YouTubers này đã lâu và đã tham gia vào trong nhóm kín Việt YouTubers ở trên Facebook thì chắc chắn bạn biết đến tầm quan trọng của điểm P-Score. Nếu ai chưa biết đến điểm P-Score thì xin mời xem video clip này. Hiểu được tầm quan trọng của điểm P-Score, chúng ta sẽ biết rằng là nếu xuất hiện những từ ngữ, những từ khóa vàng tiền như vậy ở trên kênh thì chắc chắn điểm P-Score của bạn sẽ giảm xuống. Và kéo theo đó là bạn bị giảm view, giảm CPM, giảm tỷ lệ hiển thị quảng cáo ở trên kênh của mình và doanh thu tụt giảm. Nguyên nhân thứ hai khiến cho doanh thu kênh YouTube tụt giảm liên quan đến phần phụ đề ở trên video clip của bạn. Thì như chúng ta đã biết, trong thời gian vừa qua YouTube đã có tính năng tự động hiện phụ đề cho tiếng Việt. Tức là thuật toán có khả năng nghe, hiểu bạn nói gì ở trong video clip của mình. Sau đây là một clip mà Nguyễn Hoài Sơn đã cùng với các anh em ở trong group Việt YouTubers thử xem thuật toán nghe, hiểu tiếng Việt của từng miền Bắc, Trung, Nam đến đâu. Sau khi xem xong clip này, các bạn hãy bình luận ở bên dưới video xem là YouTube đã hiểu được tiếng của miền nào nhất. Mời chúng ta cùng theo dõi. Xin chào 500 anh em. Tôi làm cái video này để có test tính năng dịch phụ đề của YouTube từ ngôn ngữ trong video ra giọng phụ đề. Và ở trong video này thì tôi đã tổng hợp được ngôn ngữ giọng của cả ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và xin mời anh em theo dõi hết video để xem cái tính năng dịch này nó có chuẩn không nhá. Một tính năng rất là hay và mới ở trên YouTube và nó đã xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam và hỗ trợ cho tiếng Việt rất là tốt ạ. Cảm ơn anh em. Chính vì lý do đó mình làm clip này để bà con Việt Kiều hoặc là thân nhân của các cô chú bác Việt Kiều xem clip này, để nếu như có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến quốc tịch Việt Nam thì mình hiểu rõ các biểu mẫu hơn nhé. Theo đó, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020, tức là ngày thông tư đã có hiệu lực. Tuyệt vời luôn á. Ở ngày hôm nay thì đi làm về nên là cũng khá là buồn luôn. Bây giờ mình ăn cơm. Không biết mọi người đã ăn cơm chưa nhỉ? Chưa thì ăn cơm cùng với mình nha. Rồi. Ngon. Hiện tại á mọi người ở ngoài trời á thì đang trời mưa rất là to. Mưa sương có lúc mưa cũng rất là to và gió đi qua trời rất là lạnh luôn. Tính năng tự động hiện phụ đề tiếng Việt này là một tính năng cực kỳ hay và mình
khuyến khích là tất cả anh em chúng ta bật cái tính năng này lên. Thứ nhất là nó tăng điểm SEO cho kênh của mình, tăng ranking cho kênh. Thứ hai nữa, các bạn cứ tưởng tượng khi khán giả đang vuốt ở trên màn hình điện thoại như này chẳng hạn, đi ngang qua cái thumbnail, cái hình đại diện video clip của mình đang 50-50, không biết có nên xem hay không. Thì lúc đó nếu mà video clip đó có phụ đề và chúng ta biết thiết kế cái cấu trúc video của mình để cho những câu đầu tiên nó hài hước nhất, nó hấp dẫn nhất hiện lên trước, thì khả năng rất cao là người ta sẽ click vào, người ta xem và chúng ta có thêm một view. Tuy nhiên khi sử dụng cái tính năng này, bật cái tính năng này lên thì các bạn phải lưu ý là kiểm tra, rà soát thật kỹ, đừng có lười. Tại vì là có rất nhiều trường hợp như chúng ta đã nhìn thấy ở trong cái đoạn thử nghiệm vừa rồi, YouTube người ta nghe sai, người ta hiểu sai cái clip của mình và vô tình thành ra là người ta đọc thành những từ khóa phản cảm, những từ khóa vàng tiền, những từ bậy bạ. Và cũng tương tự như cái trường hợp mà bình luận nói ở trên, thì điểm P-score của bạn sẽ bị giảm xuống, số lượng view, doanh thu, CPM, tất cả đều bị tụt giảm một cách nghiêm trọng. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta, tự hào, sáng tạo.